chào các bạn, hôm nay chúng ta lại gặp lại nhau trong series hướng dẫn trang trí bong bóng nghệ thuật. Ngày hôm nay chú ET sẽ hướng dẫn cho các bạn tạo một bông hoa 8 cánh áp dụng cho trang trí cực kỳ tuyệt vời các bạn nhé. Vì nó áp dụng cực kỳ tuyệt vời nên nó cũng rất là công phu và cũng khá là nhiều bóng các bạn. Mẫu bông hoa 8 cánh này chú ET được học từ anh Quốc Trung Bô luôn. Và được sự đồng ý của anh ấy, ngày hôm nay chú Hề ST làm video này để hướng dẫn cho các bạn làm cách nào để làm được một bông hoa 8 cánh như thế này các bạn nhé. Chúng ta bắt đầu. Để tạo được bông hoa 8 cánh này, chúng ta cần có 8 cánh là 8 quả bóng tròn các bạn nhé. Đây chú Hề sẽ có 8 quả bóng tròn. 2 quả bóng để chúng ta làm nhụy. Ở đây, nếu chúng ta không có bóng vân này, chúng ta có thể dùng bóng vàng hoặc bóng màu khác. Bóng để làm nhụy các bạn nhé. 2 quả bóng dài màu xanh dừa. Tiếp tục 3 quả bóng 3 màu, chúng ta cũng tự phối màu để làm nhụy bóng. À nhụy bông hoa. Đầu tiên chúng ta thổi 2 quả bóng màu xanh dương này lên, chừa lại khoảng 6 ngón tay. Chừa lại 6 ngón tay các bạn nhé. Ở quả bóng thứ nhất này, chúng ta tạo một khóa 2 ngón tay. Khóa lại. Ta tạo một đoạn 6 ngón tay. Khoa lại. Tiếp tục, chúng ta làm 4 đoạn tương tự như thế này các bạn nhé. Cuối cùng chúng ta tập trung với kiểu này. Tiếp tục ở đây chúng ta tạo một đoạn 6 ngón tay dài hơn điểm này, đoạn này khoảng 1 ngón tay. Quả bóng bên này tương tự, một đoạn 6 ngón tay. Chúng ta xoắn chung lại. Bên này cũng một đoạn 6 ngón tay. Cột vào đây, điểm này. Bên này tương tự. Bên này chúng ta ngắt bỏ các bạn nhé. Phiu. Bỏ túi nghe. Ngắt bỏ. Với 2 quả bóng dài màu xanh, chúng ta làm được sản phẩm như thế này. Một hình vuông có 4 ô vuông nhỏ. Tiếp theo, chúng ta sử dụng đến quả bóng tròn. Hồi nay chú Hề ST tính hướng dẫn cho các bạn quả bóng màu nhũ, nó sẽ đẹp hơn. Nhưng vì lý do trục trặc kỹ thuật nên chú Hề ST chuyển qua bóng màu xanh dương các bạn nhé. Bóng trơn màu xanh dương. Điều lưu ý khi chúng ta thổi bóng tròn lên là chúng ta cột ở sát cái tai, chúng ta không cột sát ở dưới này các bạn nhé. Cột sát ở tai trên.
thế này. Ở đây sẽ có đoạn để co giãn. Vì chú hề ST thổi bằng miệng nên chú hề ST không thể căn được cái lượng hơi. Nhưng các bạn có thể nhìn thấy quả bóng này. Cỡ hai bàn tay chú hề ST cầm lại như thế này là vừa. Ok các bạn nhé. Với quả bóng này, sau khi chúng ta bơm, chúng ta bóp hơi chuyển đến đây và chuyển hết xuống dưới này cho đều. Đây các bạn nhé. Bây giờ chúng ta sẽ tạo một quả nho ở đây khoảng tầm 2 ngón tay, 3 ngón tay vậy đó các bạn. Như thế này. Và chúng ta cột vào các khóa đây. Ở đây chúng ta có 8 khóa thì chúng ta thổi 8 quả bóng màu tròn tương tự như thế này. Đây là quả thứ nhất và 7 quả còn lại tương tự. Sau khi chúng ta gắn xong, chúng ta sẽ được kết quả như thế này. Đây mặt trước và mặt sau. Tiếp theo, lưu ý bóp bóng dán xuống dưới này, bóng dán về phía xuống dưới, dùng tay bóng này, chúng ta cột qua đây, dùng bóng này cắt một quả và cột vào đây. Lưu ý các bạn nhé, từ quả này cách một quả cột vào đây, làm như vậy cho tới khi hết 8 quả. Đây cột vô như này, tiếp tục quả này bóp hơi xuống, dùng tay bóng cột. Quả cuối cùng này rất là dễ bị nhầm lẫn các bạn nhé, các bạn để ý. Chúng ta kéo đây, luồn dưới đây, luồn dưới quả bóng này các bạn nhé, và cột đây. Đây sơ bộ là như thế này và chúng ta chỉnh sửa lại. Sau khi chỉnh, chúng ta sẽ được sản phẩm như thế này. Phần tiếp theo, chúng ta sẽ thổi hai quả bóng này. Thổi nhỏ thôi các bạn nhé. Đây. Chúng ta cũng cột xích ra ngoài tai này. Quả bóng thứ hai chúng ta cũng thổi tương tự.
với quả bóng này, chúng ta sẽ dùng ngón tay này chia đôi quả này ra như thế này, xoắn lại. Rồi chúng ta quấn lại. Quả bóng này tương tự. Đây là mặt sau các bạn. Bốn quả đó, bốn quả bóng nhỏ đó sẽ nằm ở bốn ô này. Và khi chúng ta làm nó sẽ lõm vào trong một chút xíu. Lõm vào trong các bạn nhé. Phần tiếp theo chúng ta làm gì? Chúng ta thổi khoảng một đoạn như thế này thôi. Một đoạn khoảng tầm ba ngón tay. Đây, khoảng 3 ngón tay, 4 3 ngón tay thôi nhé. Đây, cột lại. Ta dùng kỹ thuật up portrait, nghĩa là chúng ta tạo hình giống như chúng ta tạo quả táo với các bạn nhé. Ta nhét vào. Đến đây, chúng ta cầm lại. Đúng rồi. Và đây chúng ta nhét cho sâu vô. Vậy là chúng ta hoàn thành một cái nhịp. Sau khi chúng ta làm ba nhị này xong, chúng ta gài vào các khe bóng này, các bạn để ý luồn ra đằng sau và chúng ta kéo vào chính giữa này. Đây, và ở phần này chúng ta sẽ làm nhị ngắn nhị dài so le nhau cho nó đẹp các bạn nhé. Tiếp tục, mặt sau chúng ta có thể cột lại với nhau và dùng cái dây này để chúng ta cột lên cái phần chúng ta muốn bổ sung cho phần trang trí. Phần nhị này chúng ta có thể làm nhiều hơn tùy các bạn, nhưng ở đây video hướng dẫn chú Hề ST chỉ làm ba nhịp mà thôi các bạn nhé. Vì kỹ thuật này là kỹ thuật nâng cao nên các bạn đừng nôn nóng các bạn nhé, bình tĩnh, từ từ chúng ta sẽ làm được, không nên nôn nóng, không nên chán nản các bạn nhé. Chú Hề ST làm được, các bạn chắc chắn sẽ làm được. Chúc các bạn thành công và đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để ủng hộ chú Hề ST nhé các bạn. Xin chào thân ái và hẹn gặp lại.